Sư cho con hỏi, sư có phát nguyện thế nào trên con đường tu đạo sắp tới không? Thì thưa với quý vị á, cái hồi mà mới xuất gia thì sư nguyện nhiều lắm. Sư nói thiệt là một lần sư nguyện là sư nguyện tới mười mấy cái lời nguyện lận. Thí dụ như nguyện cho con từ giờ đến khi chứng đắc đạo quả thì đời đời sanh ra ở đời đời sanh ra có khả năng ly dục, có lòng ghê sợ tội lỗi và tránh xa tội lỗi, đời đời sanh ra có khả năng chứng đắc thiền định được dễ dàng, đời đời sanh ra là không có sanh, nếu có phước lành nào sanh làm người thì không sanh vào gia đình tà kiến, đất nước tà kiến, xứ sở tà kiến, mà sanh vào gia đình chánh kiến, đất nước chánh kiến, xứ sở chánh kiến. Rồi đời đời sanh ra được gần gũi minh sư thiện hữu, không bị lừa dối bởi những vẻ hào nhoáng bề ngoài. Rồi đời đời sanh ra là có thể khi mà gặp các cái vị thiện hữu chi thức, các vị đáng cúng dường thì luôn luôn có lòng lành. Và rồi đời đời sanh ra khi con muốn bố thí thì con không rơi vào cảnh khó nghèo, vân vân. Nói chung là nguyện rất là nhiều, nguyện một loạt luôn. Nhưng mà cái lần mà sư đi qua Thái á, khi mà sư quỳ dưới chân Phật thì sư rút lại, sư chỉ còn nguyện ba chuyện thôi. Một là con nguyện ly dục được dễ dàng. Hai, con nguyện hoằng pháp được dễ dàng. Và ba, con nguyện chứng đạo được dễ dàng. Đơn giản vậy thôi, ba thứ đó là ba cái mà sư ưu tư nhất trong thời điểm hiện tại. Thế thôi. Còn không biết, sẵn thì hỏi luôn, không biết Đại Đức Tuệ Tường nếu mà không gọi là có cái mật hạnh, tức là mình nguyện cái gì mình thì mình biết một mình thôi, mình không có muốn chia sẻ thì thôi. Nhưng mà nếu như mà có lòng chia sẻ thì không biết Đại Đức có thể chia sẻ với mọi người. Tại vì thường quý vị, những cái nguyện này là mình nguyện kín chứ không ai mà nguyện mà nói công khai cho thiên hạ để biết đâu. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Cũng rất hoan hỷ với cái sự chia sẻ rất là trung thực, rất là chân thật của Đại Đức hiện tại. Dạ, cái này là những cái lời chân thật. Dạ. Thì bản thân sư thưa quý vị, thì lúc mà sư chưa có đi Ấn Độ, chưa có kết thúc cái hành trình đi Ấn Độ vừa rồi á, thì sư cũng có một vài cái bằng là phát nguyện. Nhưng mà sau khi cái hành trình mà sư đi các thánh tích, đặc biệt là tứ nơi động tâm, rồi trải nghiệm suốt hành trình đó ở trên miền Bắc của Ấn Độ, khi sư về á thì sư mới rút ra được cái điều này nè. Sư mới thấy á, là thứ nhất á, cái điều quan trọng nhất sư thấy á, là sư chỉ mong á, nghĩa là qua cái sự việc sư đi, của hành trình sư đi nha, thì sư tổng kết lại á, là sư chỉ cái điều quan trọng nhất sư mong á, là mong sao á, là tất cả các thiện nghiệp của con đã vun bồi trong quá khứ và hiện tại ha, những cái phước báo đó là mong cho sớm nhất, sớm nhất chấm dứt sự tử luân hồi thôi. Có nghĩa là chỉ mong sao sớm chấm dứt sự tử luân hồi thôi, chứ không có mong là ý hí bích khú hay là đệ nhất, có nghĩa là Phật tử đệ nhất, những cái ngày mà gọi là đệ nhất á, giống như là trong các ngày được Đức Phật Tiên Vương đệ nhất á. Thật sự là không dám, thưa vị, không có dám, gọi là không có dám mới đúng. Thật sự tâm mình nó chưa thẳng nha, đây nó cho nó là chân thật, nó nói mình tâm mình yếu lắm, mình thấy mình không có đủ công hạnh, không có đủ năng lực như quý ngài đó. Cái điều đó thứ nhất. Cái điều thứ hai á, mà sư quan sát sư thấy á, là mong cho đời đời kiếp kiếp á, là các phước báo mà làm trong quá khứ và hiện tại á, là với làm trong hiện tại này, là mong cho đừng có thoát vô những, đừng có dính vô tà kiến, như vậy chính là tà kiến nói chung. Tà kiến nói chung ở đây là giống như Đức Hành Tại có nói đó, là quốc độ, xứ sở hay là gia đình đó, và cộng thêm nữa là đừng có tái sanh vô những cái nơi, tám cái nơi mà bất hạnh, rồi những cái dòng gia đình mà hạ liệt, thưa quý vị. Tại sao mà tại là sao cái điều mà nguyện thứ hai này đối với sư nó quan trọng như vậy? Xin thưa quý vị, khi mà sư đi đến những thánh tích, thưa quý vị, sư thấy
đặc biệt á, giống như nói là hơi kỳ, nhưng mà đặc sản ở những thánh tích của Ấn Độ thưa quý vị. Ồ, nghĩa là những người ăn xin á là họ rất là nhiều thưa quý vị. Ăn xin giống như là đó, đến cái chỗ mà khổ hạnh lâm thưa quý vị, khổ hạnh lâm nơi Đức Phật mà khổ hạnh là giống như là có một cái làng ăn xin luôn đi, thấy ăn xin quá trời luôn, rồi bị què bị tật. Ồ, thấy là gọi là những người bị què bị tật bẩm sinh, nó gọi người lạc phu nhân nữa vậy. Mình thấy cảnh nó thôi, rồi đi đi suốt cái kích, bất cứ tới cái thánh tích nào, đa phần cái thánh tích đó, đều là người ăn xin quá trời, người khổ quá trời. Thì mình thấy là tại sao mà họ lại như mình nghĩ suy nghĩ, hoặc tại sao là họ rơi vào tình cái như vậy, họ đang sinh đang họ đã được tái sinh ở cõi Ấn Độ nè, mà tại sao họ lại lại trở thành như vậy đó, cũng như do nhân nhân quá khứ đó, họ không làm cái phước thiện đó, khiến cho nó mình sanh vô cái những cái kiểu mà người nó hạ liệt thưa quý vị, rồi lại nó nghèo khổ như vậy, gọi tà kiến như vậy nữa, tà kiến nữa. Đó, cho nên là sư nhìn như thấy thì nó thật sự vậy nha, nó rất là chân thật và rất là rúng động động tâm, thấy sợ. Mình mới thấy ồ, không có gì quan trọng bằng chính kiến trí tuệ. Nếu mà bây giờ trong kiếp này mình không có trân trọng những cái lời Phật dạy, mình không học, mình không hành, mình cứ buông lung đó, mình xem thường lời Phật, rồi thậm chí mình xem lời mình đem cái lời Phật ra để mình xào nấu, mình chế biến để làm sao cho nó là của mình. Hay là mình cố gắng mình đưa cái tư kiến mình vô để cho nó hay ho hơn, để cho chiêu dụ thu hút người khác hơn, thì cái đó là một cái điều mà nó mang bất hạnh cho mình, chính bản thân mình mang bất hạnh người khác, tại vì đó là tà kiến. Nên để chốt lại cái sự chia sẻ này thì bản thân sư chỉ có nhấn mạnh hai điều thôi. Thứ nhất là mong giải sớm giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi càng sớm càng tốt, cái nhất. Cái thứ hai là dầu đời đời kiếp kiếp á, các phước thiện mà đã làm á, thì mong là đừng bao giờ, nghĩa là nói thẳng luôn, đừng bao giờ mà dính vô cái tà kiến nói chung, và cái rơi vào những cái hạng người mà nó hạ liệt thưa quý vị, hạ liệt như vậy. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường đã chia sẻ cái những cái ước nguyện. Xin thưa chứ quý vị á, mấy cái này thường là những cái mà không có ai đi công khai, mà các sư chỉ chia sẻ với cái mục đích là giúp cho quý vị á, biết được là nếu mình có cái nguyện thì mình có thể nguyện những cái gì, nguyện cái gì mà nó thực tế thôi quý vị. Chứ còn mình nguyện nhiều thứ nó cao xa lắm, nguyện nhiều thứ nó gọi là nó rất là kỳ cục, chỉ có thể dùng cái từ kỳ cục chứ sẽ không biết là dùng cái từ gì, thì nó uổng cái kiếp làm người. Thì chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.